Chào tất cả mọi người. Và hiện giờ thì đã sáng rồi. Và sáng sớm thì mình có đi lanh quanh vài vòng rồi. Và cũng thấy ở đây có rất là nhiều dấu con chuột đi. Và hôm nay thì mình sẽ đi đánh bẫy chuột. Mình có 3 chiếc bẫy mình đem từ nhà đi. Và chắc chắn mình sẽ đem làm thêm vài chiếc bẫy vú nữa. Còn chú Hy thì tối qua thấy nhóm bếp cả đêm loay hoay, chắc là sợ ma và bây giờ vẫn còn đang ngủ. Sáng ra mới ngủ. Vui ơi. Dậy. Dậy. Dậy đi bẫy chuột đi. Tôi em tình nhiều lắm. Dậy đi. Dậy đi, nhanh lên. Dậy đi bẫy chuột thôi. Ôi. Không có. Nào tối qua không ngủ được đấy. Hôm qua rét quá. Mưa rét. Phải thức nhóm lửa cả đêm. Giờ mai gì? Hả? Cái chuyện đó. Thôi anh em mình đi bẫy chuột thôi. Sao lại còn 3 con cua đây kia anh? Hả? Ừ hôm qua thì anh phải thủ lại 3 con. Thủ 3 con làm gì? Hả? Thủ 3 con làm gì? Sáng nay ăn á? Ăn sáng á? Không. Bạch thủ. Bạch thủ á? Bạch thủ để ăn sáng chứ gì? Không. 3 con cua này thì mình sẽ ra có 3 chiếc bẫy. Đấy. Và mình sẽ đặt để tối nay xem thử có con chuột nước nào không. À, hóa ra ông anh để lại 3 con cua để đi bẫy chuột. 3 con cua này mà không được một con chuột thì chắc vứt không mất nhỉ. 3 con này đủ một con chuột bé thì chắc nào vừa tổng luôn. Nhưng mà mình đổ thịt thôi. Tưởng là anh Lanh để lại 3 con cua cho ông em ăn sáng. Hóa ra là để đi bẫy chuột. Để kiếm mồi nó to lớn hơn. Chắc chắn rồi. Lấy cua đổ chuột quá tuyệt vời rồi mình nữa. Người ta bảo là chất đạm đổi vitamin nhỉ. Thế anh Lanh rồi. Mà khi em thấy anh đánh có cần mồi đâu. Không cần mồi thì đánh nó đi được. Nhưng đánh mồi này nó chắc chắn nhất. Có khi anh em mình lần sau mà được thì ăn cái gì phải để lại một tí để ăn mồi. Không, nó thịt heo thôi. Mình ăn thịt chuột lại để một tí chuột lại để đánh bẫy chuột à? Phải nhỉ, phải để đấy, để là 2 cái đùi. Nó thấy có tí protein là nó lao đến ăn ghê lắm. Con này to quá, tí mình phải bữa thôi. Thôi, chuẩn bị đi thôi. Đi luôn. Đi luôn thôi. Nước suối cạn đấy. Hôm qua chế mảnh lắm mà. Nó lúc nó cạn nó chảy. Mình như dầm mưa thì nó phải có chuông. Đâu? Bay cua nước. Bay dưới nước nhỉ. Nước luôn. Mình đặt đây. Nhưng chuột nước này nó hay đi theo nước. Nó ăn những con cua, con tôm, con tép, con cá, con như là những con ở dưới nước. Con ở dưới nước, ở dưới con sâu ấy. Rồi. Con sâu đá ấy. Cái mùi này phải làm thịt nhẹ. Đó, cho cả tay. Ok chưa? Ok. Con này đẹp. Không đặt ở dưới đất. Đặt dưới đất nó còn kéo mùi cái gì nữa. Đặt dựng cái này nó kéo được mùi nữa. Thì ra là như vậy. Giống cột nước nó phải như thế này. Đấy, cho nó sâu. Đây, chỗ này đẹp này. Đấy, chỗ này rất là tuyệt vời này. Nó xem nó đi này. Nó đi nó sẽ chui từ đây. Đi vòng ra đây. Đây là những vết nó đi đúng không anh? Ừ, nó đi. Đây là vết nó đi các bạn. Con này phải cho mùa to nhất rồi. Con này như là to đấy. Chưa to rồi. Đây nó đi thiếu. Đúng con mồi to nhất luôn. Chuột nước này thì nó có mấy loại ấy, 2-3 loại. Có loại thịt nó đỏ hỏng, có loại thì nó mốc mốc, nhưng mà hai cái tai nó đỏ. Thế cái loại chuột mà nó vàng hoe là chuột gì à? Chuột hang. Chuột hang à? Lần đầu tiến hành vào công cuộc nhập loại. Đấy, mình đặt thêm lá khô để mình sang phải thấy cái bẫy của mình. Đấy, mình chỉ thấy mùi thôi. Cháu giờ miếng thịt mà ngon quá thì mình cho muối vào này, trưng muối vù lên là kết. Ở đây con có vách nước này ổn thế nhỉ? Đét hết cả tay. Thôi, xong rồi đi thôi. Đi tải đi. Xong chưa anh? Xong rồi. Đi thôi. Chưa tìm được hang hả anh? Tìm được hang chưa? Ui. Ôi. Tối hôm qua mưa, bây giờ đá trơn đấy. Mà bây giờ tạnh mưa phát là nước cạn luôn anh nhỉ. Đây mọi người ạ. Đây chính là cái bãi nước hôm qua mình rửa rau chua đây. Hôm qua mình rửa rau chua mà chỗ này đầy nước. Hôm nay không có một giọt nước nào nữa. Lời hài thật đấy. Sao anh? Cái này được đấy, cái này đẹp đấy. Có hang rồi à? Cái này đẹp đấy. Cái này quá tuyệt vời luôn. Nước chảy đi. À, nước chỗ này chảy nó không bị ồn. Quá dịu dàng. Nước này nó hay tôi những cái ghé đá này. Nước trong lòng đất đúng không? Muối của nó đi toàn là khe đá. Ủa nước này ngọt lắm. Ở trên này mà để đóng nước chai la vi cũng được anh nhỉ? Đóng cả chai luôn đấy chứ. Hiện tại thì anh em mình đang đứng ở một nơi rất cao. Trên này có được coi là đỉnh núi không anh? Thế được gọi là gì? À đây mới gọi là rừng rồi á? Chỗ này chắc lưng chừng núi. Vâng, đây anh Lanh đã xác nhận rồi. Đây mới chỉ là lưng chừng núi thôi. Lưng chừng đèo. À, chỗ này phong cảnh rất đẹp. Xét xong chưa anh? Con đang ẩn nấp đúng không anh? Căn bản là phải chuẩn. Căn bản là phải nét và chuẩn chỉnh. Kẹp ngón tay. Kẹp á? Xít nữa thì kẹp ngón tay. Tí thì toang. Đấy, được rồi. Xong rồi hả anh? Được rồi. Ôi. Hiện tại thì anh em mình hết bẫy để đặt rồi. Thế đâu lật lên này được 1-2 con cua. À có cua kìa. Anh bắt luôn anh rồi. Bắt làm gì? Bắt để cho khán giả xem rồi. Bắt để biểu diễn rồi anh ạ. Đâu rồi? Ôi đâu rồi? Anh vừa thấy đâu rồi? Ở đây. Một con. Đấy. Đây là con cua nhá. Trên này thì rất nhiều cua. Đấy, thôi thả bỏ luôn. Mình lại phát hiện một em cua nữa. Em cua này mình quyết định là mình bắt để làm bẫy chuột luôn. Mình sẽ bẫy dây. Hết bẫy cặm thì mình làm bẫy dây. Ui, nó chạy mất rồi. Chạy mất rồi à? Tiếc đấy nhỉ. Ai chà, chạy đâu chứ thoát. Số cái này nó không phải chết rồi. Thịt này mình có thế nhỉ, cầu cá nhỉ. Đấy, đi chạy vào đây này. Chạy vào đây. Thôi không thấy đâu, tí nó khi nó đun lên thì phải. Ở đây chạy đâu? Đây rồi. Bắt được rồi. Đấy. Thế là bẻ càng đi. Đấy. Đây là một cây si đổ. Nó nằm ngang xuống. Chắc có chuột chắc 100% là đi từ kia sang đây và đi từ đây sang kia. Mình sẽ đặt con cua ở đây luôn để chúng nó ăn. Làm luôn ở đấy à? Làm luôn đây cho chúng nó ăn. Ừ. Hôm nay chú đoán nó có chết không? Đây. Nếu mà ở đây có chuột thật thì nó phải chết đến tầm 80%. Chậm mùi chứ. Có mùi mình ăn, mình cả ăn. Buộc thế à? Không biết làm ở đây. Em chưa làm bao giờ. Anh làm kiểu này với em bao giờ chưa nhỉ? Hả? Anh làm kiểu này chưa? Chưa làm bao giờ đúng không? Ừ. Chà, hôm nay mình được mở rộng tầm mắt. Điên nhả mà. Ngày xưa anh đi làm được suốt. Nhất là có hạt rẻ. Phải bẫy bằng hạt nó mới nhạy đúng không? Hạt này. Với cái con gì cũng được. Căn bản này. Cái nào chuột ăn thì nó sẽ ăn. Chuột nó ăn rất là tạp mà. Nhất là hạt trổng là tạp. Trước tiên mình phải buộc cái dây sắt trên thân cây xung quanh. Ra là mình phải buộc đá ở dưới. Đây có một đá ở dưới nữa. Buộc đá để nó kéo chuột, nó thắt chuột chứ. À. Xong mình đè con cua vào thế này mà. Đấy. Con cua đã được lên thớt rồi. Con cua được lên thớt sẵn rồi. Chú cầm cái này cho anh cái. Đây rồi. Thứ hai là mình cho con hòn đá vào đây. Đè con cua với lại đè con chuột luôn. Chuột nó cắn dây là đè xuống ngay. Bẫy này hay nhỉ. Chú chưa được thấy bao giờ. Em chưa được thấy bao giờ. Đấy. Bây giờ còn dây thắt nó đây. Dây này mình sẽ làm một cái dây để làm hai cái thắt của đầu của con chuột. Cái đè của con chuột. Buộc cái dây này nó lỏng lên. Buộc kiểu lỏng này à? Buộc cái rất lỏng. Buộc cái hòn đá này. Chú đoán hòn đá này có đè chết chuột không? Con này phải đi được con 4 lạng. Ừ. Chuột mà dính vào cái hòn đá này thì không có cửa đi luôn. Đấy, một dây. Ok. Hai cái dây này thì mình phải buộc thật đều nhau. Để khi đá nó sập xuống thì dây nó sẽ dập cả hai bên đều nhau. Kiểu mình phải buộc song song đúng không anh? Ở đấy. Buộc song song để nó dập. Trước khi nó đè đầu con chuột rồi thì một bên nó sẽ hở, một bên nó sẽ thắt thật chặt. Còn nhìn đá nó chỉ dồn sức vào một bên. Bên nào nó còn cành ấy. Chắc đầu chuột với cái một bên đầu chuột một bên không có gì thì chắc bên đầu chuột nó sẽ dìm chặt hơn, nó sẽ cong kỉnh đúng không? Vâng. Đấy, vậy là buộc hai cái dây ở đây nữa thôi là xong. Một cái dây cho chiếc bên này. Đấy. Để cho nhu lên. Cảm giác bẫy chuột này em thấy nó mới lạ. Ngày xưa anh đã từng làm nhiều chưa? Anh làm rất nhiều rồi. Được bao nhiêu rồi. Chuột nó sẽ thấy con cua, nó sẽ chui vào đây. Đấy, nó phải cắn cái dây giang này. Đấy, cắn cụt dây này để lấy con cua này đi. Hoặc là nó ăn con cua này, ăn đến dây này nó phải cắn cụt. Đấy, cắn cụt xong thì dây này cứ sập. Mà cái này nó sẽ dìm xuống cả hai bên luôn. Khi nó dìm bên này phải củ chuột thì bên này nó sẽ cao hơn bên này. Đấy, dây bên này sẽ không có việc gì nữa, chỉ có dây bên này để chuột thôi. Đứng đầu luôn. Bây giờ chỉ chờ đợi thôi. Mình thì đặt xong bấy rồi. Và chắc là tối thì chuột nó mới đi. Còn bây giờ thì chắc hai anh em mình đi đào mồi để đi câu cá thôi. Còn mình sẽ không quay lại nữa. Thôi anh em mình đi. Sáng mai anh em mình sẽ quay lại sớm cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với anh em mình. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì hai anh em đã đặt trong bẫy rồi. Và bây giờ đến tranh thủ đi kiếm đồ ăn. Và chắc chắn là chỉ có câu cá thôi. Yeah. Hôm nay câu cá chạch đi anh ơi. Câu cá chạch, anh dự tính thế mà. Bây giờ em ăn cá măng bây giờ thấy xương lắm. Mới hôm ăn liền rồi. Vâng. Bước đầu tiên này mình phải làm cái kim thảo run đã. Bước thứ hai thì mới đi đào run đúng không em? Chắc chắn rồi. Thôi mình không nói nhiều về cái này. Mình chỉ thắng cầu thôi. Anh xó tạm con này đi. Con này hơi bé. Con này vừa đẹp. Vừa đẹp này. Để xong em đi đào tiếp. Đi đào đi. Vâng. À đây rồi. Một em. Đây là em run đầu tiên. Chỗ này đầy run. Còn đâu nữa? Đấy. Đấy. Nào, chỗ còn nước này nhiều lắm. Run nữa. Nó cá ăn không? Ăn chứ. Cứ tanh là ăn hết. Chỗ này thì sao anh? Chỗ này có một con nhưng mà mùi mình to quá nó không làm được. Có cá cắn là được rồi. Có đấy nhỉ? Tôi thấy như thì có đúng không? Wow. Câu cá chạch này và câu những cúm nó chảy thật mạnh. Thì cá nó bắt nó mới nhạy đúng không? Nó nhạy và nó lặn vào nó giò hơn. Và kỹ hơn. Chỗ này nó cắn liên tục đấy nhỉ? Nghe một hai con thì đừng có bằng. Đây là tất cả số cá anh em mình câu. Và chắc cần phải được tầm này nữa thì mới bó con nướng. Chỗ này cũng phải được 2 phiên rồi này. Đi rồi. Cái câu. Cái này thì bán câu rồi. Chỗ này à? Lên trên kia anh ơi. Lên trên kia. Tí thì ngã. À, dưới đây có cá này. Một con. Sắp đôi. Đôi mà. Ấy, nó gắn không em? Cua kìa. Cua. Cua này con cua à? Không. Dưới tay chú ấy. Đây mình bắt được một con cua suối. Câu xong bọn này để anh em mình vào rừng nhá. Câu xong để anh em mình vào rừng. Nướng cá. Ở bên ngoài này nhiều con sâu gì nhỉ? Con thằng này á? Con đấy. Em sợ sâu đấy. Vâng. Đừng nhiều chưa? Nhiều. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thôi đi xuống ăn thôi anh ơi. Đây. Bán ăn mất. Đường ở đây rất là trơn, là vất vả, khó khăn lắm. Đấy các bạn thấy mấy con sâu ở trên kia không? Nó đang rung cây. Công nhận là sâu cũng rung cây được, không phải là chỉ mối thủy nhỉ. Con này gọi là sâu gì vậy? Sâu mốc nặng. Phải công nhận con này rung ghê thôi. Người ta bảo là sâu rung mà sâu lắc này. Bây giờ thì không rung không lắc nữa. Anh em mình không ăn ở ngoài này đâu. Đi vào rừng đi. Đi anh ơi. Đang ăn ở ngoài này nó nhảy vào. Là chết đấy. Phát hiện một sinh vật lạ. Con này con gì anh Lanh nhỉ? Ừ con mun thôi, lại gì. Con mun á? Ừ con đấy ăn được mà. Nhưng mà nó nhiều. Anh Lanh à, có một vấn đề không được vui cho lắm. Hả? Quên mang muối. Muối để lêu rồi. Chết. Thế ăn không? Chả có cả lá chua rồi nhỉ? Tí đi tìm lá chua. Tí em đi tìm lá chua cho. Chú là quên, chú đi tìm lá chua đi. Ăn để thay thế anh nhỉ? Thay thế. Dạo này thời tiết cứ nắng này mưa, mưa lại nắng. Hả? Thời tiết dạo này nắng mưa, mưa nắng. Mưa nắng là việc của trời. Đến cá ăn mưa là việc. Đợt này anh em mình vào rừng là không may mắn cho lắm. Mưa quá nhỉ. Được mỗi hôm đầu tiên đi là nghe về nó còn ngon. Mấy hôm nay đi không ăn thua. Mưa nào, lũ quét nào, các thứ. Em sợ lắm rồi. Anh vào rừng mà không có gì trong tay thì anh sống kiểu gì? Gặm đất mà ăn. Tin anh cũng mày có một con dao nhỉ. Đúng không? Không, nên ăn cây chuối. In nhất cũng phải có một con dao này, bật lửa này. Hết. Chỉ cần hai cái đấy là sống được rồi đúng không? Ừ, thế thôi. Nếu mà thả chú ở dưới quầy hàng tạp hóa, chú có sống được không? Thả em ở hàng tạp hóa. Ôi, mình phải có vũ khí chứ. Mình phải có cái này này mọi người này. Phải có money. Không thì cũng không sống được đâu. Chất đây đóng củi luôn này. Chất ngọt hạt. Đá ngon. Vàng khô lên. Ăn tuyệt vời. Bây giờ bắt đầu đến bước là chẻ củi để gắp cá thôi. Mình sẽ gắp cá vào những cái bê củi nhỏ này, để trên này nó không có lửa. Chú đoán xem được mấy gắp? Em đoán nó tầm 3 gắp. Làm gì? Chắc được một gắp rưỡi rồi. Một gắp rưỡi rồi à? Đây em thấy nhiều cơ mà. Hay là nó nhảy đi mất. Ở trong túi làm gì nó nhảy được. Hình như lũ cá vẫn còn sống. Còn bây giờ nó còn sống mà. Trứng đỏ bọn này sống dai nhỉ. Dai chết lâu lắm rồi mình. Lửa đẹp rồi. Đợi 15 phút nữa có than là nướng cá thôi. Cái cá trạch này nước càng mạnh thì càng dễ bắt hơn. Thảo nào em cứ thấy anh cứ ra cái chỗ vũng nước chế mảnh anh câu. Chỗ đấy nó dễ bắt hơn. Mà bắt thì nó chắc chắn nó được hơn. Nhìn thiên cá thích chưa kìa. Chắc được 2 xiên. Rồi 2 xiên cũng được rồi. Mua anh em 1 xiên. Có một con cua nữa. Cua nhường cái chú ăn. Đấy, rồi. Thế là được 2 xiên. Rồi, ăn tạm. Cũng tạm được. Nướng thôi. Than như gì ok chưa anh? Quá ok rồi. Ê, nó bén quá, bén quá. Đấy. Tang tang tang. Tang 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 tang. Ôi nhìn cá ngon ghê. Vừa đặt xuống nó vàng luôn rồi. Anh trông cá đi nhá. Em đi tìm lá chua này. Chắc mình có hơn nhá. Cây này thì hơi nhỏ nhưng mà có còn hơn không các bạn. Chín rồi. Rất vừa đẹp ăn, vừa vàng. Ngon. Đấy, đây. Chín rồi. Đây à. Chưa chua đâu. Nhìn gió hết cả dãi anh ơi. Cá ngon quá. Là cả dãi. Thôi, chín rồi nha. Chín rồi anh ơi. Thèm lắm rồi. Ra ăn đi chú Huy ơi. Vâng. Cho nó ăn nhanh đi, còn nóng này ăn nó ngon. Chứ nó nguội mất đấy. Vâng, em ra ngay đây. Mời tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì có 2 anh em thì câu được mà ít cá chuối. Và bây giờ thì làm tem thôi. Đó không ạ? Em không làm nướng đâu. Quá tuyệt vời. Xin mời tất cả mọi người nhá. Anh đi em tìm lá chùa ở đâu biết. Dưới cái hốc cây đổ. Tầng hốc dưới mới có. Còn cái đoạn trên kia là một con sâu lúc lắc ghê, không dám đi vào. Mình sẽ lấy tầm 2 con. Đấy. Cho mình cuốn lá chua vào. Xong thì mình đưa vào mồm. Vị của nó chua chua ngọt mà rất là thơm ngon. Thiếu một chút vị mặn thôi. Thế muối thôi. Nó cũng ngon rồi. Lá chua thay mà. Mưa nên mà nắng lên không biết có ốc không. Biết có không? Bây giờ thấy muốn mưa rồi. Có gì để mai anh em mình thấy. Lá đây. Ăn đây. Nó nguội mất ngon. Cá này phải ăn nóng hổi, vừa ăn vừa thổi các bạn ạ. Thế nó mới ngon, đúng vị cá. Con này mà để chậm đúng 15 phút thôi, nên nó rất là nhanh. Tranh thủ lúc sắp hết lá chua thì mình làm tiếp một con nữa. Đấy, rất là thơm ngon, ruồi nhặng bấu vào luôn. Bây giờ hết mất lá chua rồi, còn muối cái cuống nó thôi thì xiên cá ăn luôn cả cuống. Ngon, tuyệt vời. Hôm nay coi như được bữa tối thịnh soạn, cũng có nhiều dinh dưỡng này, cũng một con, một con dưới. À, nó lại có lá chua. Vậy là hết. Tang tang tang. Bước quan trọng nhất là đánh sập lửa. Thôi, về rồi anh ạ. Tối nay có phải đi thăm bẫy không anh? Thôi, không phải đi ấy đâu, không phải thăm đâu, sáng mai đi thăm. Tối nay để dần mai kia đi bắt ếch bắt ấy. Thế tối nay em lại ngồi trong lửa. Khi thấy chú muốn trong nó muốn ngủ rồi. Thế bây giờ em ngủ trước nhá, anh trông trước nhá. Ừ. Sáng sớm mà đã có nắng rồi nhỉ. Bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp đến với anh em mình rồi. Hè nắng rồi. Mấy hôm mưa em hãi quá. À mà bới chuột của mình đi xem thì chứ, được không chứ? Từ từ đã. Mới ngủ dậy đã đòi đi luôn rồi. Anh làm uống nước rồi, anh thấy làm uống nước. Quần áo hôm qua thì cũng đã ướt hết rồi. Nay mà có đống lửa này. Bây giờ mình xin ra chỗ anh Lanh để đi thăm bẫy. Nước con suối này cũng đã cạn hết rồi. Nước ở đây mỗi ngày lại cạn một tí anh nhỉ. Nước ở đây mỗi ngày lại cạn một tí anh nhỉ. Đi, lên thăm bẫy rồi. À, sao không ăn nhỉ? Cái này không được rồi. Không được à? Không được. Đấy, được rồi. Lên thăm chiếc bẫy thứ hai. Chán lắm Duy ạ. Đã được thế này, chết rồi. Chết rồi. Hôm nay chẳng nghĩ lại ăn rau ăn cỏ. Cua đẹp thế mà nó không ăn được. Đáng quá. Còn hai trước thôi, được chết bây giờ thì thấy. Nghe nắng rồi đấy. Đấy mặt trời không được. Đi thôi. Đi, xem thử được không? Dạ. Được cái lông. Được cái lông á. Thật đấy đùa. Ôi giời ơi. Rồi ơi. Chuột nước hẳn hoi. Lông của chuột nước này. Sao anh biết đây là lông của chuột nước? Biết mà. Lông nó mốc này là chuột nước mà. Chán nhỉ. Chán thế. Thôi lông này. Hy vọng cuối cùng của anh em mình còn mấy giây thôi. Là ở trên kia. Đi xem thử. Đây, bỏ tạm đấy xong tí nó về thu. Ô, được sao ấy? Ô, được rồi. Đâu. Từ anh ơi. Giữ nguyên hiện trường. Ơi ạ. Ai chà. Đấy, thấy chưa? Ôi. Rồi em thích ăn cua thôi. Đấy. Đây là con chuột gì đấy? Đây á. Đây con chú đoán là con gì? Chuột hôi thì không phải nữa. Con này ôi, leo cây chắc hôi. Là chuột nước. Hoặc chuột hang. Chuột nước. Chuột nước á? À? Ừ, nó đi theo cái chuối kia kìa, trên kia kìa. Còn nó leo theo cái chuột nước này. Đây, nó leo theo đường này. Đấy. Ở trong hang nuôi ra nó nhảy lung tung vậy. Leo theo con suối này. Con này vừa mới phải thôi. Tôi nghĩ còn tươi đấy. Còn tươi lắm. À, chắc vừa mới phải tầm 4-5 giờ sáng. Cái này người ta đặt một lần thôi. Ừ. Chỉ được một lần thôi đúng không? Một lần thôi. Nhưng mà con chuột nữa này chưa phải là tố. Con này may em được 3 lạng đấy. Dạ, lông nó, chuột nước này lông nó trơn lắm. Này. Nhìn lông nó mượt thật đấy. Mượt mà. Thôi, cất rồi. Đi, cũng nướng ăn thôi. Ngày quá hôm nay con được một con. Không lại ăn. Ôi. Bây giờ anh em mình về nướng ăn sáng luôn anh nhỉ. Ừ. Nướng ăn thôi. Ăn đi. Mình đi thăm mấy một tí. Đây, mày quá củi chưa vịt ăn. Vẫn còn rất nhiều than. Hay lên lửa xong đi, anh đi kiếm thêm cái gì ăn đi. Ừ, nướng lúc nào mới đi. Vâng, để... làm lông xong nướng đã xong. Để em ở nhà em làm lông cho. Xong anh kiếm cây cọ, cây móc về anh mổ nhá. Ừ. Em ở nhà em thui lông cho. Ừ, đừng có làm khéo mới cổ bụng nhá. Ok. Đây. Trong khi anh Lanh đi kiếm đồ ăn, mình thì ở nhà chịu trách nhiệm nhiệm vụ thui chuột. Chưa xong à? Chưa anh ạ. Ôi trời ơi. Thôi ra quay đi anh ấy cho. Anh làm cho. Ôi giời. Em làm sắp xong rồi. Trời ơi còn lâu. Anh làm giúp em nhé. Đấy. Đổi tay phát là anh Lanh làm ngon ngay. Làm chuột này thì phải tuốt cái đuôi của nó trước chứ. Tuốt đuôi à? Ừ. Em cứ tưởng là cái kiểu mình thui lông xong thì mình mới tuốt đuôi ấy. Tuốt thế nó chặt. Tuốt được cả da này. Không đi. Từ hôm đi đến hôm nay là con chuột này em ăn là con chuột to nhất đấy. Anh cũng thế thôi. Sướng. Con này con to nhất rồi. Rồi. Được rồi. Ui béo ghê. Con chuột này béo thật đấy. Đi mổ thôi. Bay đi mổ này. Mổ. Tuyệt vời thôi. Tuyệt vời rồi. Tí phải để lại nhá. Để cái gì? Để cái dạng này. Để lại. Em chuột đã được mổ xong. Nhìn sướng anh nhỉ. Ừ. Sạch sẽ, to. Vời. Đấy. Và bây giờ mình bắt đầu kẹp vào để nướng ăn thôi. Đây này. Con chuột to quá. Đấy, ôi sao. Đấy. Đấy, và bây giờ là nướng thôi. Con chuột này phải to gấp 2 lần con chuột hôm trước anh em mình ăn. Ừ, gấp 3 lần. Cái gì? Xin mời tất cả mọi người nhé. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Ngọt ạ. Ừ, cái giống này nó ngọt. Cho em mừng nó dài, em cạo vào cái vọt đi. Không mà cạo nó, nó có bỏ đâu. Không, cạo vào mấy cái đen đen này. Ừ, thế mà cứ ăn không nhanh chứ dân rồi. Anh ấy giống này ngọt ạ. Ừ. Anh Lanh rồi. Ừ? Giống này là cái cỏ này, cái móc này. Móc. Cái móc to này à? Thôi em ăn cái cục này rồi. Móc mà. Móc nên là móc mềm. Móc mềm. Em nghe nói là cái móc này là mọc đơn đúng không? Ừ. Một mình một cây đúng không? Ừ. Ăn nó ngon hơn cái móc bụi mà nó không hay bị ngứa ấy. Nhỉ? Yeah. Ừ. Đây đợi chuột là ngon rồi. Chuột nướng này. Chuột này em chỉ thích ăn chuột nướng này. Ừ. Em chỉ thích ăn chuột nướng. Chuột nướng ngon. Làm nước là em chịu. Ngon. Một là xào, hai là nướng. Còn làm mình nấu canh thì em không ăn. Nó phải nấu hoa chuối. Ừ, đấy, sao là phải xào với hoa chuối. Nhìn ngon đấy anh ạ. Ừ. Anh lật lại xem. Ui. Vàng heo. Vàng heo. Mình có hái được một ít lá chua. Chín rồi. Chín rồi hả anh? Chín rồi. Đây, lần kia ăn rồi. Thì bây giờ con chuột mới chín, hai anh em mình lại có thêm một tí vitamin rồi. Rồi, mới đầu thì chín rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người nhá. Ừ, lá chua này. Thế đâu ấy. À, cầm tay này. Đấy, bây giờ đến phần ngon nhất của nó. Ui, đấy. À, nhìn sướng ghê nhỉ. Cho chú có đuôi. Anh em xin. Mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em mình nhá. Ừ, ngon lắm mọi người ạ. À. Nhớ này xương. Ừ, như đuôi gà. Ôi, tươi mất. Để đây. Ở bóng ạ. Chưa ăn một mình. Ăn đến đâu lấy đến đấy nhá. Ừ. Giống chuột nước này. Rất là ngon. Ăn nó không có mùi. Nó có vị thơm. Thơm. Thịt này ăn giống thịt mèo. Hả? No. Nó mà giống thịt mèo làm gì mèo. Mèo ăn chuột. Giống thôi. Ừ, rất là ngon. Ăn đi chú Huy. À, em đang ăn cái đùi này. Tuyệt vời. Thế này mà ngon chứ, sống được chưa? Thôi ăn mái đi. Ăn mái cua cá. Cua cá này tanh lắm. Ây à, ăn cái da này, cuốn lá chua ngon. Tuyệt vời trên cả, tuyệt vời. Đấy. Ngon thật. Thơm lắm. Chú Huy ăn đi. Vâng vâng, em đang ăn này. Em ăn mảnh chứ. Ôi ôi, cụt cổ rồi. Thấy chú có đùi này chưa không? Khói thế. Khói quá. Chịu được khói thì mới dầu được. Cái này còn đỏ đỏ. Ừ. Mọi người có nhìn thấy nó bốc khói không? Ngon tuyệt vời. Ăn thử miếng phiêu chuyển này. Thôi, em có miếng này. Đấy, thằng ơi. Bây giờ người một tí thế dọn dẹp lán thôi để bước vào rừng sâu hơn nữa. Rồi, bước quan trọng nhất là bước dập lửa. Anh em lại tiếp tục cuộc hành trình mới. Và video ngày hôm nay thì cũng xin khép lại tại đây. Chào mọi người vào một hẹn mọi người vào một video gần nhất. Thế thôi. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhá.